Chào bạn, trên tay mình đang là cái bo ESV32. Đây là một cái bo hết sức là đặc biệt tại vì nó có camera này và nó có cái microphone. Thì không biết các bạn rõ cái microphone nhỏ nhỏ ở đây không? Nó gọi là cái bo ESVE version 2.1. Thì theo thông tin ở trên trang chủ thì nó sẽ là ESV32 chip on board. Tức là nó sẽ có một con chip ESP32, đây là một con chip Wi-Fi như các bạn đã biết rồi. Rồi tiếp theo nữa, ESPE là một cái development board cho cái việc là đây là dành cho cái việc là image recognition, tức là nó chuyên để nhận diện hình ảnh, và audio processing tức là xử lý âm thanh. Thì trong ví dụ nhà sản xuất ấy, thì nó sẽ là nhận dạng khuôn mặt và một cái câu audio để trigger. Nó giống như cái việc các bạn sử dụng cái Google Assistant ấy, mình nói là OK Google thì nó sẽ tự động bật cái Google Assistant lên. Thì ví dụ của cái ESPE này nó cũng tương tự, mình sẽ nói một cái câu để nó bật cái bo dậy và nó bắt đầu nhận dạng hình ảnh. Rồi bây giờ thì mình sẽ giới thiệu tiếp là nó cái camera của nó là 2 megapixel và microphone. Thì để cho nó sinh động một chút thì mình sẽ chạy thử cái ví dụ của nhà sản xuất. Thì ở đây mình có hai cái bo, mình sẽ chạy trên cái bo ESP này. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ mở cái Arduino lên. Sau đó mình mở cái example này. Rồi mình vào cái ESP 32, rồi mình chọn camera, rồi camera web server. Thì đây là cái ví dụ của cái Arduino. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tắt cái define này đi, tắt cái define. Rồi chúng ta chọn define lại for ESPE. Tiếp theo là điền cái SSID vào là kHome này. Thì đây là cái cái wifi nhà mình. Các bạn cứ nhớ cái password thì hôm nào đến nhà mình chơi thì không cần phải hỏi nữa, là Hoàng Tùng. Ok, sau khi điền xong cái này rồi thì chúng ta sẽ plus đâu để xem nào. Đó, com 5. Ok, có com 5 rồi. Bây giờ mình mở cái serial monitor lên, rồi bây giờ mình plus xuống. Rồi sau khi mà chúng ta flash xong rồi ấy, thì bây giờ mình sẽ mở cái com port lên, từ cái monitor lên. Thì chúng ta sẽ thấy là nó in ra cái URL để chúng ta có thể vào xem demo. Thì mình sẽ copy cái URL này. Sau đó là chúng ta sẽ vào trong cái URL. Thì đây là cái giao diện chính của cái URL này. Trong này chúng ta sẽ bắt đầu bấm start stream này. Đó, hello các bạn. Thì chúng ta sẽ v flip nó lại để lật ngược cái hình ảnh lại. Rồi thì trong này chúng ta có thể chỉnh được cái resolution. Thì trong này là tối đa là 1600 nhân 1200. Đó chắc là cỡ khoảng 2 megapixel, tại vì cái thông số nhà sản xuất thì cái camera 2 megapixel, nhưng mà hiện tại thì mình vẫn cứ phải để 320 nhân 240 để mình demo cái việc mà nó nhận dạng hình ảnh cho nó nhanh. Thì chúng ta sẽ đầu tiên là bật cái tính năng face detection lên. Rồi bây giờ nó đã nhận dạng được khuôn mặt rồi này. Face detection. Cái này là nhận dạng, tức là tìm khuôn mặt ở trong cái khung hình chứ chưa phải nhận diện. Nhận diện thì tức là cái face recognition này. Face recognition. Rồi thì nó sẽ báo đỏ bởi vì nó chưa có học một cái khuôn mặt nào hết. Nên khuôn mặt này là đang là khuôn mặt lạ nên nó sẽ báo đỏ. Ok. Thì mình sẽ cho nó học một vài khuôn mặt của các bạn mình nhé. Đây các bạn mình đây, để mình chút mình mở lên đó. Mình đùa một chút thôi. Đây là các vị tổng thống, đây là tổng thống Nga này, đây là tổng thống Mỹ này,
Rồi mình sẽ cho nó học Tổng thống Mỹ trước nha. Thì là đây là ông Donald Trump. Rồi mình sẽ ấn vào cái Enroll Phase để nó bắt đầu học. Sample 1, 2, 3, 4, 5 này. Rồi nó sẽ học 5 sample rồi. Nó Hello Subject 0. Như vậy Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là Subject 0. Thì mình chuyển qua Putin. Chuyển qua Putin thì Putin sẽ nó sẽ báo lỗi. Bởi vì là nó vẫn chưa học Putin nên nó sẽ không biết Putin là ai cả. Đó. Mình cũng sẽ cho học Putin này. Iron 1, 2, 3, 4, 5. Rồi như vậy nó get 5 sample. Đó các bạn thấy không? Hello subject 1 này. Rồi tiếp theo mình sẽ học Thủ tướng của Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Phúc. Rồi cũng báo đỏ luôn. Thì bây giờ sẽ cho học này. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi ok, như vậy là thủ tướng của chúng ta sẽ là subject 2. Thì nó nhận diện khá là chính xác các bạn ạ. Mặc dù cái con ESP rất là nhỏ bé thôi nhưng mà nhận diện thì cực kỳ tuyệt vời. Hello subject 1 này. Đó, Hello subject 0 này. Các bạn thấy không? Nó nhận dạng khá là chính xác luôn. Thì cái việc xử lý AI về khuôn mặt thì hoàn toàn chạy trên cái con ESP 32 luôn. Các bạn nếu mà có thích làm các cái dự án như kiểu nhân dạng khuôn mặt để mở cửa ấy thì hoàn toàn có thể dùng duy nhất một cái con ESP 32 này rồi mình chỉnh sửa lại source code ở trên Arduino cũng khá là dễ dàng để cho nó nhận diện đúng khuôn mặt rồi nó mở cửa ra. Đó. Đây mình chuyển qua ông Putin rồi này. Đó, Putin Hello Subject 1 này. Rồi mình chuyển qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc này. Hello Subject 2. Thì đây là cái ví dụ của cái nhà sản xuất thôi. Bây giờ mình sẽ stop stream lại. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ nhỏ nhỏ của mình, ứng dụng của mình đó là trên này mình sẽ có một cái đây để mình lấy cái bo này. Thì trên này mình có một cái nút này và một cái con LED. Thì mình sẽ sử dụng cái bo này để làm cái chuông cửa. Người ta đến bấm chuông cái thì nó sẽ gửi tin nhắn đến cái Facebook Messenger. Đây, gửi tin nhắn đến Facebook Messenger cho mình. Và kèm theo cái ảnh chụp của cái người mà người ta đến đến chơi, người ta ấn nút chuông. Thì cái này mình cũng sửa lại từ cái example của cái SV32 này. Vẫn là cái camera web viewer này. Nhưng mà mình sẽ thêm thêm một số chỗ. Ví dụ như là mình sẽ define cái LED là cái IO 21 này. Define cái nút ấn là IO 0 này. Tiếp theo nữa mình phải có một cái root CA. Bởi vì mình sẽ sử dụng hàm get đến một cái URL là SSL. Nên mình phải có một cái root CA. Thì các bạn có thể dừng dùng luôn cái root CA này của mình cũng được, không không có sao hết. Tiếp theo nữa là mình sẽ phải có một cái HTTP client. Rồi mình sẽ có một cái function capture. Trong function capture này thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ làm cho con LED nó sáng lên này. Tiếp theo nữa là mình sẽ post một cái text đến báo là có người vừa ấn nút chuông. Rồi cái này là gửi lệnh get đi. Rồi tiếp theo nữa là cái này lấy một cái số ngẫu nhiên để mình thêm vào cái ảnh để chống chống cái việc cái Messenger nó cách lại cái hình ảnh. Tiếp theo nữa là mình sẽ gửi hình ảnh đến cái Messenger này. Rồi cái này là gửi đi này. Rồi mình delay lại 1 giây. Tiếp theo là tắt tắt cái con LED đi. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ trong cái hàng setup thì mình chỉ có define cái pin là output input thôi. Ở dưới cùng thì mình sẽ cho có một cái hàm tức là if nếu như mà chúng ta ấn cái nút thì nó sẽ chụp cái hình, chạy cái chương trình không chụp cái hình. Ok, như vậy tạm ổn rồi thì mình sẽ nạp thử rồi chạy cho các bạn xem. Upload lên này.
Vậy là nó đã nạp code xong rồi này. Mình sẽ bật cái Facebook Messenger lên này. Bây giờ xem nó kết nối vào Wi-Fi chưa đã. Rồi nó đã kết nối vào Wi-Fi rồi. Thì đây mình mở cái Messenger lên các bạn xem này. Và khi mà người khách người ta ấn nút chuông này. Ấn nút chuông nhá. Ấn này. Rồi thì nó sẽ nhắn một cái tin nhắn đến và kèm theo hình ảnh. Đây là hình ảnh của mình. Thì đây là một cái ví dụ nho nhỏ thôi, còn nếu các bạn thấy cái con chip này hay, cái main board này hay thì các bạn nhớ subscribe ủng hộ mình để mình làm một cái video mà nó sẽ là nhận diện khuôn mặt của chủ nhà rồi tự tự mở cửa. Còn bây giờ thì mình xin phép kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.